khắp cõi mạng đang thi nhau dán ơ vì Jenny, Antifan được một fan thẹn mặt. Một lần nữa, phong cách make-up của Jenny lại trở thành hot trend. Dù đã vài ngày trôi qua, giới mộ điệu vẫn chưa ngừng suýt xoa trước diện mạo của Jenny tại sâu diễn Sanen Thu Đông 2023. Không chỉ diện một thiết kế chưa từng được ra mắt, nữ thần tượng còn khiến dân mạng dậy sóng khi cứ thoải mái khoe băng ơ thay vì make-up cho thật dày nhằm che giấu vết thương dưới mắt hình ảnh của Jenny đã gây nên nhiều tranh cãi trái chiều. Trong khi bộ phận đông cư dân mạng hết lời khen cho tạo hình trang nhã nhưng không kém phần tinh nghịch này, thì Antifan lại cho rằng Jenny đang tạo nét khi cố tình sử dụng miếng dán ergo quá lộ liếu. Thiếu tính thẩm mỹ, cố tình tạo nét đấy à, nghĩ thế là hay và tạo được trend sao? Có rất nhiều kiểu băng cá nhân nhỏ và mang tính thẩm mỹ hơn mà, định chơi nổi hả, là những bình luận của Antifan, mỉa mai thay, làng mốt chẳng mấy khi xoay chuyển theo suy nghĩ của Antifan, trên nền tảng TikTok, giới mộ điệu đang dần đu theo trào lưu make up và sử dụng miếng dán ơ như Jenny, dù là gái hay trai, cư dân mạng đồng lòng trổ tài nghệ make up và không quên chứng minh rằng, bất cứ xu hướng nào Jenny tạo ra, không sớm thì muộn cũng trở thành hot trend.